Vừa có đề thi của GAM 1, thì anh xem dạng đề thì các câu hỏi cho dạng hết sức cơ bản. Và nếu mà các bạn nắm chắc được kiến thức thì khả năng làm được 8 và 9 thì không có gì khó cả. Trong đề GAM 1 này thì anh sẽ tiến hành giải đáp tất cả các bài để cho các bạn có thể hiểu hơn về các dạng bài tập trong cái đề thi. Đầu tiên là câu 1. Câu 1 là một câu mà người ta cho một cái hàm số dạng như này, và người ta bắt ta chứng minh cái hàm số liên tục nhưng không có đạo hàm tại x bằng 0. Đối với những bạn nào mà theo học lớp của anh thì đối với câu 1 này thì anh nghĩ là có thể làm được khá là dễ dàng. Trong quyển hướng dẫn ôn tập thì anh cũng hướng dẫn rất là kỹ những phần mà chứng minh hàm số liên tục hay là chứng minh hàm số không đạo hàm rồi. Thì trong trường này để chứng minh được hàm số liên tục tại x bằng 0 thì chúng ta xét cái giới hạn là lim của f(x) khi mà x tiến đến 0. Mà lim của f(x) khi tiến đến 0 trong trường này nó sẽ bằng lim của e mũ 3x trừ 1 nhân mẹ sin của 1 chia 7 khi mà x tiến đến 0. Ở đây thì chúng ta nhìn thấy là cái e mũ 3x trừ 1. Thì e mũ 3x trừ 1 khi mà x tiến đến 0 nó bằng 0, như vậy nó sẽ là một vô cùng bé. Còn sin này nó sẽ hàm bị chặn, do đó mà chúng ta sử dụng cái tính chất đó để chúng ta sẽ thực hiện câu giới hạn này. Thì ta có lim của e mũ 3x trừ 1 khi mà x tiến đến 0, như vậy nó sẽ bằng 0. Và thêm nữa là sin của 1 chia 3x, lúc này nó sẽ nhỏ bằng 1 và lớn bằng trừ 1 với mỗi x khác 0. Thì từ đây chúng ta có thể suy được lim của e mũ 3x trừ 1 mà nhân với cả sin 1 chia cho 3x, lúc này khi x đến 0 nó sẽ bằng 0, và nó chính bằng f của 0. Như vậy chúng ta có thể kết luận được đây là hàm số liên tục tại x bằng 0. Tiếp đó thì chúng ta sẽ đi chứng minh hàm số này không có đạo hàm tại x bằng 0. Thì để chứng minh hàm số không đạo hàm tại x bằng 0 thì chúng ta phải chứng minh được cái giới hạn là đạo hàm nó không tồn tại, hoặc là nó tồn tại nhưng giới hạn nó bằng cộng trừ vô cùng. Thì đây chúng ta cũng đi xét giới hạn đạo hàm, xét cái giới hạn là lim của fx trừ f của 0 mà chia cho x trừ 0 khi x tiến đến 0. Thì đối với giới hạn này thì chúng ta sẽ bằng lim của x tiến đến 0. Fx thì lúc này nó sẽ là e mũ 3x trừ 1 và chia cho x, dưới mẫu chia cho x. Trừ 0, f của 0 bằng 0 rồi, cho nên là giới hạn này sẽ chuyển về dạng là e mũ 3x trừ 1 mà trên x nhân mẹ sin của 1 chia 3x. Ở trong giới hạn này chúng ta nhận thấy là cái giới hạn e mũ 3x trừ 1 trên x này thì chúng ta có thể tính toán rất là đơn giản. Tuy nhiên thì sin của 1 trên 3x thì chúng ta chưa xác định. Thì như thế thì giới hạn này thì chúng ta sẽ thu được nó là bằng 3. Nhưng mà cái giá trị của sin 1 chia 3x khi mà x tiến đến 0, lúc này nó sẽ biến đổi theo cái giá trị của 1 trên 3x này. Và khi đó thì giới hạn này sẽ không tồn tại. Nhưng mà ở đây chúng ta sẽ chứng minh nó không tồn tại bằng cách là chúng ta chỉ ra hai dãy số mà làm cho là hai giới hạn này, hàm sin x này, nó sẽ tiến đến hai giá trị khác nhau. Cụ thể ở đây trong trường này chúng ta xét các dãy số. Dãy đầu tiên là chúng ta xét dãy x mũ n, và x mũ n trong trường này thì chúng ta sẽ xét là nó bằng là 1 chia cho 3 kpi, x mũ k, chúng ta xét x mũ k 1 chia cho 3 kpi. Như vậy thì chúng ta thể thấy là cái x mũ k lúc này nó sẽ tiến đến 0 khi mà k tiến đến dương vô cùng. Một dãy số thì chúng ta chỉ xét cái giới hạn khi nó tiến đến dương cùng thôi. Thế còn tiếp theo chúng ta xét dãy y mũ k. Lúc này dãy y mũ k thì chúng ta có thể xét là sin, ta có sin của kpi thì bằng 0 rồi, nhưng chúng ta xét cái dãy số là 3 của pi trên 2 cộng k2 pi. Thì dãy này thì cũng tiến lên 0.
khi k tiến đến dung cùng. Bây giờ ta xét hai dạng rồi thì chúng ta sẽ thay vào cái giới hạn để chúng ta có để chúng ta tính ra được với xk bằng 1 chia cho 3k pi thì suy ra được cái giới hạn. Đặt cái giới hạn này bằng L thì suy ra được L lúc này nó sẽ bằng lim của k tiến đến dung cùng. Và chúng ta thay cái dãy này vào thì chúng ta có được là E mũ 1 chia cho k pi m trừ đi 1 và chia cho 1 chia cho k pi, 1 chia cho 3 k pi. Và chúng ta nhân thêm sin của ta thay vào x vào đây thì chúng ta thấy ngay được nó sẽ bằng là sin của k pi. Và trong trường này thì giới hạn này nó ra là một phần nó ra là kết quả là 3, còn cái sin của k pi lúc này nó có kết quả là nó sẽ có kết quả là 0, sin k pi bằng 0, nên cái giới hạn chúng ta tính là kết quả là 0. Một cách tương tự thì chúng ta xét với hàm số y mũ y k. Với yk lúc này chúng ta sẽ thu được là 1 chia cho 3 nhân với pi trên 2 cộng k2pi. Và tới suy ra được là cái giới hạn chúng ta sẽ thu được là lim của k tiến đến dung cùng của e mũ 1 chia cho pi trên 2 cộng với k2pi và trừ đi 1 mà tất cả chia cho 1 chia cho 3 pi trên 2 cộng với k2pi nhân với sin của pi trên 2 cộng với k2pi. Và giới hạn này thì chúng ta thấy là nó sẽ ra được kết quả là nó bằng 3, bởi vì sin của pi trên 2 cộng k2pi lúc này là bằng 1. Và từ đây chúng ta có thể suy được là do là lim của k tiến đến dung cùng của f xk lúc này nó khác lim của k tiến đến dung cùng của fik, thì chúng ta có thể kết luận được suy ra được là giới hạn không tồn tại, hay nói khác là hàm số này không có đạo hàm tại x bằng 0.